Các bạn thân mến, các bạn đang cùng blog radio.vn lắng nghe blog radio của tuần thứ 447. Và blog radio của tuần thứ 447 này cũng ở thời điểm rất gần với ngày của cha. Và chương trình blog radio của tuần này cũng dành tặng các bạn những bài viết và những câu chuyện, những chia sẻ của thính giả yêu blog radio với những kỷ niệm về cha. Nói tới cha, chúng ta thường nghĩ tới ánh mắt kiên nghị, đôi bàn tay to và ấm áp, bờ vai vững chãi, người giống như mái ấm, nơi bình yên mà mỗi chúng ta muốn tìm về mỗi khi gặp khó khăn trên đường đời của cuộc sống. Như lá thư trong tuần của tuần này, chúng ta sẽ nhìn thấy ba ở một trạng thái khác. Phía sau hình ảnh của một người cha thật sự mạnh mẽ thì cũng có những khoảnh khắc cha rơi nước mắt. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Những giọt nước mắt của cha. Bài viết được gửi từ thính giả Lê Nguyệt. Tôi vẫn thường biết rằng đàn ông không dễ gì để rơi nước mắt. Thế nên khi họ khóc là có điều gì đó đã chạm thật sâu đến tâm can của họ. Nhìn những giọt nước mắt ấy rơi, chúng ta nghĩ rằng họ yếu đuối. Nhưng hết thảy, những giọt nước mắt đó đáng được trân trọng bởi chúng khiến ta cảm nhận rõ hơn sự ấm áp và chân thành tỏa ra từ trái tim họ. Và chính cha tôi, người đàn ông đã giúp tôi hiểu ra và trân trọng hơn những giọt nước mắt âm thầm đó. Người chẳng bao giờ khen tôi hay chê tôi, cũng chẳng bao giờ nói yêu tôi cả. Tôi từng nghĩ cha chẳng hề thương mình. Vậy mà tôi đã từng thấy cha âm thầm lau những giọt nước mắt khi tôi thông báo tin tôi trượt đại học. Tôi buồn vô cùng, chẳng còn đủ thời gian mà nghĩ đến ai nữa. Thế nhưng cha tôi lại lặng thầm nhìn tôi buồn bã, quay đi lau những giọt nước mắt. Tôi biết cha đã hy vọng như thế nào, đã đặt niềm tin như thế nào. Thế nhưng tôi lại thất bại như thế. Nhưng tôi biết cha không khóc vì thất vọng, vì trách móc, mà đơn giản là vì cha thương tôi. Nhìn thấy tôi ôm gối, nằm một mình trong phòng, không chịu ăn uống, có lẽ lòng cha như có ngàn mũi kim đâm. Những giọt nước mắt của cha lúc ấy càng làm tôi buồn hơn và cảm thấy mình có lỗi, kém cỏi và vô dụng. Nhưng tự sâu thẳm, tôi cảm thấy con tim mình ấm áp đến lạ lùng. Ngày cha khóc cũng là ngày tôi hoàn tất thủ tục nhập học ở trường sư phạm. Tôi còn nhớ dịp ấy mưa tầm tã, một mình cha tất bật chạy đi chạy lại để lo giấy tờ thủ tục cho tôi. Cha mệt nhưng tôi biết cha đang hạnh phúc, lo cho con gái lần đầu xa nhà. Giờ khóc bước lên xe để về quê thì những giọt nước mắt của cha lại rơi. Lần này cả tôi cũng khóc vì thương và biết ơn cha. Ngày biết tin tôi yêu anh, biết gia đình anh nghèo lại ở xa, nhưng cha không ngăn cản. Cha chỉ khuyên tôi làm gì mà con tim mách bảo. Rồi cha giảng giải cho tôi những đạo lý ở đời. Và kết thúc buổi nói chuyện, tôi lại thấy mắt cha đỏ hoe. Cho đến bây giờ, khi đã có một gia đình nhỏ yên ấm, một công việc hằng ước mơ, theo đuổi, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn những giọt nước mắt mặn mòi và thầm lặng của cha. Những giọt nước mắt đã cho tôi niềm an ủi lớn, là động lực để tôi vươn lên và hơn hết thảy là giúp tôi hiểu được giá trị của lòng yêu thương và tình phụ tử. Dẫu vậy, tôi thật sự không mong lại phải nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên gò má đã sạm đi, trên đôi mắt đã trũng sâu và mờ đục của cha nữa. Tôi chỉ muốn thấy cha cười, những nụ cười của sự hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi sẽ tự dặn lòng mà sống tốt để có thể mang nụ cười ấy đến bên cha. Bài viết được gửi từ thính giả Lê Nguyệt. Và các bạn thân mến, để nối tiếp những dòng xúc cảm này, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Muốn khóc thật to, thể hiện qua tiếng hát của Tăng Nhật Tuệ và Donnie Jean. Một ca khúc hết sức cảm động gửi tới chúng ta bức thông điệp rằng đã đến một lúc nhận ra thời gian đã vô tình mang tuổi thơ đi xa, là khi vòng tay của cha giờ đây đã không thể ôm chặt ta mãi mãi. Ước mơ chỉ một lần, được nói chẳng ngần ngại, rằng con luôn yêu cha. Các bạn thân mến, trong rất nhiều gia đình thì mẹ luôn luôn là người rất gần gũi với con cái, còn ba thì dường như với mỗi người lại có một khoảng cách xa hơn một chút. Tuy nhiên, từ sâu thẳm trong đáy lòng thì sự quan tâm, sự lo lắng vỗ về của cha lại luôn được thể hiện qua một cách khác,
để rồi khi lớn lên rồi thì chúng ta mới thật sự hiểu tấm lòng của cha cũng rộng lớn và mênh mông như thế nào. Hình ảnh của cha được ví như một con thuyền, được ví như là bóng mát, được ví như là cây cầu bắc chúng ta qua những khó khăn của cuộc sống. Còn bài viết Blog Radio nhận được từ thính giả Trần Tú thì hình ảnh của cha lại gắn liền với những mùa hạ thật sự yên bình. Mời các bạn cùng Blog Radio hòa chung những dòng cảm xúc mà những thính giả yêu Blog Radio đã viết và gửi tới ba của mình và hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ tìm được những sự đồng cảm, những sự sẻ chia từ chính những dòng viết này. Bởi vì ai cũng đã từng trải qua những tuổi thơ như thế. Mời các bạn lắng nghe bài viết tiếp theo, Mùa hạ bình yên bên cha. Hạ về với bao kỷ niệm tuổi ấu thơ khi sống bên cha và gia đình. Mọi thứ giờ đây đã chẳng còn như xưa. Chẳng còn những ngày nóng như đổ lửa, nằm đợi từng làn gió mát từ quạt lá của cha. Chiếc chõng tre kéo kẹt truyền mình nhẹ nhẹ. Tiếng cha đều đều với những câu chuyện cổ tích từ xưa thật là xưa. Những ngày nắng nóng này, quạt điện, điều hòa mát lạnh, xe cộ tấp nập đi lại để hóng mát. Còn chợt thấy nhớ cha, như những câu chuyện cổ tích, nhớ tiếng chim cuốc khắc khoải trong đêm thâu, nhớ tiếng ve kêu, nhớ tiếng cánh đồng trước cửa lấp lánh ánh sáng đom đóm. Tất cả cứ xoáy sâu vào tâm trí con, để nếu lúc này có một điều ước, con sẽ ước mình bé lại. Cha thân yêu, một mùa hạ nữa lại về. Hạ về gọi dàn đồng ca mùa hạ thân thương, bản tình ca của những chú ve mà con nghe hoài không chán. Mùa hạ về cho cánh đồng trước cửa nhà xanh mênh mông, gọi lũ đom đóm cứ hàng đêm bay rong ruổi, lập lòe những dải ánh sáng lốm đốm, tựa như sao rơi. Hạ về gọi gió thổi hồn vào những ngọn tre mà đêm về vẫn ngân nga những điệu nhạc du dương. Hạ về trải nắng vàng tươi để hoa sắc rẻ thơm lừng mỗi đêm. Trong không gian thanh bình như thế, có cha con mình cùng chạy tung tăng trên cánh đồng, đuổi bắt những con đom đóm và nhốt chúng vào chai thủy tinh. Rồi cha kể chuyện ngày xưa, vì nhà nghèo không có dầu thắp đèn mà Mạc Đĩnh Chi đã phải bắt đom đóm cho vào vỏ trứng để học bài. Sau này ông Đỗ Trạng Nguyên, câu chuyện về cậu bé nghèo ham học còn lưu danh tới muôn đời. Con cười và bảo, sau này con cũng sẽ cố gắng để trở thành cô bé nghèo ham học và nổi tiếng cha nhé. Cha xoa đầu chúng con và mỉm cười. Lúc ấy, ánh mắt cha lấp lánh niềm tin. Hạ về, nhớ chiếc chõng tre thân thương. Có những ngày hạ nắng nóng như thế, nhưng chẳng có sự hiện diện của một chiếc quạt nào hết. Vì ngày ấy, nhà mình ở xa trung tâm, chưa mắc được điện. Chúng con nhớ cha bảo, chẳng gió mát nào bằng gió của trời. Gió của trời ở đâu thì cha sẽ mang chúng về với các con. Gió ở ngọn mít, chiếc chõng tre nằm gọn dưới gốc mít. Gió ở ngọn tre, chiếc chõng tre lại chuyển ra gần phía bụi tre. Gió trên ngọn cọ, chiếc chõng lại đi đến gần gốc cọ. Gió ở đâu, cha sẽ mang chiếc chõng đến đó, để chúng con không bị nóng. Con vẫn nhớ, mỗi lần chuyển chõng, cha con mình lại đọc vang những câu này. Kéo cà kéo kẹt chõng ơi, ai bảo hạ về xeo cơn nóng này. Thôi thì chõng đành để ta chạy theo cơn gió, xua ngày nóng ơi. Gió trời cũng có lúc dừng lại, chỉ có gió ở bàn tay cha là dường như không ngừng, cho đến khi chúng con chìm vào giấc ngủ. Ngày ấy, đêm nào cha cũng ngồi quạt cho chúng con, chiếc quạt lá cọ trên tay cha cứ liên tục, nhịp nhàng tạo nên những cơn gió, nhẹ nhẹ mang không khí của trời. Cơn gió man mát, dịu dàng từ tình thương của cha. Và cứ thế, cái nóng nực của mùa hè kia chẳng là gì cả. Chúng con chìm sâu vào giấc ngủ mà đâu biết rằng cha vẫn ngồi đó hoặc lặng lẽ ngồi bên cạnh để mang lại làn gió mùa hạ cho giấc ngủ tuổi thơ con. Có những khi, trong giấc ngủ của chúng con vẫn phảng phất hương vị quả thị thơm cô Tấm rất hiền. Ngày nhỏ, chẳng biết mỗi đêm cha kể bao chuyện cổ tích, con chỉ biết những câu chuyện ấy đã đi vào tiềm thức, rồi hằn sâu vào trí nhớ, nuôi dưỡng tâm hồn của chúng con. Cha luôn bảo hãy sống lương thiện và sống bằng tất cả tấm lòng của mình. Có lẽ bởi cha yêu thương chúng con và cha luôn tin vào cuộc sống tươi đẹp, nên cha mới sáng tạo những mẩu chuyện cổ tích vừa gần gũi, bình dị và thơ mộng như thế. Mỗi câu chuyện ẩn chứa bao tâm tư, tình cảm và lòng mong mỏi của cha.
Cha ơi, cổ tích đã đi vào giấc mơ của chúng con, làm tâm hồn của chúng con trở nên yên bình và trong sáng. Bây giờ khi chúng con đã trưởng thành, trải qua những khó khăn của cuộc sống và đi qua biết bao mùa hạ của thời hiện đại đã vắng bóng những chiếc quạt lá, cỏ, thay vào đó là quạt điện, là điều hòa mát lạnh. Nhưng sao vẫn thấy nhớ những làn gió nhẹ từ chiếc quạt lá, nhớ chiếc chõng tre kẽo kẹt chuyển mình theo cơn gió, nhớ những câu chuyện cổ tích mà cha đã kể. Giờ cha đang đi làm ở xa, ở phương Nam mùa hè nóng nực có oi bức không cha? Dù là ở bất cứ nơi đâu, con luôn luôn tin rằng cứ mỗi mùa hè đến, hẳn là cha cũng sẽ nhớ nhiều lắm. Nhớ những mùa hè của quê hương, nhớ những mùa hè của tuổi thơ chúng con. Lá thư mùa hè này, con viết để cảm ơn cha, một người bình dị nhưng lại rất đỗi tuyệt vời. Cảm ơn cha đã cho chúng con một tuổi thơ đẹp. Cảm ơn cha đã cho chúng con những mùa hạ bình yên. Lá thư gửi từ thính giả Trần Tú. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Blog Radio lắng nghe những bài viết, những dòng xúc cảm nhân ngày của cha của những thính giả yêu mến Blog Radio gửi về, và hy vọng rằng qua những dòng xúc cảm này thì mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được tình cảm thật sự mộc mạc và mênh mang vô bờ của ba đối với mỗi chúng ta. Và các bạn thân mến, quả thật là rất may mắn nếu như mỗi chúng ta đều được ở gần bên người cha dấu yêu của mình. Nhưng nếu như bạn phải ở cách xa ba, thì chúng ta hãy cứ tin rằng chỉ cần chúng ta nhớ tới nhau thì khoảng cách ấy đã thật gần, bởi vì nó ở ngay trong trái tim của chúng ta. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.